Hôm nay quay lại thì thấy cái tốc độ phát triển rất là nhanh, được đưa đi tham quan các trung tâm và đi cano, đi xung quanh ở bờ sông. Thật sự mới thấy là nó hoành tráng về cái cảnh quan, về cơ sở hạ tầng và tốc độ phát triển, tốc độ xây dựng cũng rất là nhanh. Về cái quy hoạch đó, tôi thấy ở đây rất thích là không gian xanh rất là nhiều, những cái tiện ích ở đây cũng rất là đầy đủ, từ cái giải trí, thể thao. Tốc độ phát triển của đô thị, cái không gian xanh rất là cần thiết, và đây là một trong cái dự án mà tôi cảm thấy là rất là hài lòng và rất là thích, rất muốn là đầu tư thêm nữa. Theo tôi á, ngoài cái nhu cầu mà an sinh ở đây á, còn cơ hội đầu tư rất lớn, bởi vì hiện nay á, xét về cái quy mô dự án này là một trong những cái dự án rất lớn, không gian cũng rất là đẹp, những cái đường xá, kết cấu hạ tầng cũng như là gần sân bay, gần đường cao tốc, thì chắc chắn tương lai cái giá trị bất động sản ở đây nó cũng sẽ tăng lên. Nhưng mình cũng sống ở Biên Hòa cũng lâu rồi, và ngày xưa trước đây cũng là thành phố Hồ Chí Minh thời gian rồi, mà hầu như mình chưa có thấy một cái bến du thuyền nào nó hoành tráng như ở Aqua City này. Thì mục đích tôi đầu tư vô đây để an sinh, đó là muốn có nhu cầu sống sau này, vậy lớn tuổi về đây sống thì thấy là rất là thoải mái. Dòng hai từ thôi, tuyệt vời, quá đáng sống rồi.